Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an nhân dân. Liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 15 nghi phạm, trong đó một số người là lãnh đạo cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo bộ Công an, các nghi phạm đã có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, mua rời hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù. Hành vi này nhằm đối phó với cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án này, thượng tướng Lương Tam Quang, bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra vụ án tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, củng cố tài liệu chứng cứ, đề nghị truy tố trước pháp luật. Hôm qua, Tòa Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm ba bị cáo Mai Hữu Tiến, Lưu Tú Linh và Lê Thị Thùy Dung cùng chú tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng vào đầu năm 2020, ba bị cáo Dung, Tiến và Linh tham gia bán hàng online dưới hình thức mua hàng trúng thưởng do Linh làm chủ, với thủ đoạn làm lại hồ sơ trúng thưởng, yêu cầu các bị hại đóng các khoản tiền và hình thức chuyển khoản để chiếm đoạt từ tháng 3 năm 2022 đến ngày 28 tháng 1 năm 2023, ba bị cáo đã lừa 4 bị hại tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Mai Hữu Tiến 13 năm tù, Lưu Tú Linh 7 năm tù và Lê Thị Thùy Dung 3 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt trước đó. Khuya ngày hôm qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết và ba người bị thương nặng. Theo các nhân chứng khoảng 21 giờ cùng ngày, một người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe ô tô du lịch 5 chỗ biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lưu thông theo hướng đường Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Chỗi. Khi xe chạy tới ngã tư trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy. Tiếp đó ô tô này còn đâm vào hàng loạt xe máy khác đang dừng đèn đỏ và chỉ dừng lại khi đâm vào trụ đèn bên đường Lê Quý Đôn tại hiện trường xe máy ngổn ngang, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, 3 người bị thương nặng và hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ nữ tài xế điều khiển xe ô tô. Tàng trữ, mua bán số lượng lớn bình khí cười N2O và thuốc lá điện tử, Nguyễn Trần Hà Nam trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bị công an phường Xuân Hà phát hiện bắt giữ. Thời điểm kiểm tra, công an phường Xuân Hà phát hiện tại ngôi nhà trọ 3 tầng của Nam có chứa 36 bình khí cười loại 1,5 kg và 823 sản phẩm thiết bị thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử và phụ kiện phục vụ cho việc kinh doanh kiếm lời. Làm việc với cơ quan công an, Nam thừa nhận đã đặt số bình khí cười và thuốc lá điện tử từ một nam thanh niên không rõ lai lịch ở thành phố Hà Nội về để bán kiếm lời. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.